thi học sinh rốt, dành riêng cho hai bạn. Hai trừ hai bằng bốn, sai. Điểm không, lời phê của cô giáo. Sao mà rốt thế? Thôi được rồi cô ạ. Tôi biết nó rốt thế này thì bây giờ tôi bắt nó học nhiều vào, khi nào giỏi thì thôi. Sắn ơi, sao mày rốt thế? Bài toán dễ thế này mà mày cũng không làm được. 1 cộng 0 mà bằng 2, 1 trừ 1 mà bằng 11. Tao cũng chịu mày rồi Sắn ơi. Chào cô giáo nha, có việc gì không cô ơi? Tôi đến thông báo bảo là mai bảo hai thằng khoai sắn lên lớp nha. Mai là ngày nghỉ mà, sao khoai sắn lại phải lên lớp hả cô? Đại ca không biết thôi, hai thằng khoai sắn này á, bọn nó học dốt quá nên là mai phải cho bọn nó lên trên lớp làm bài kiểm tra. Thế à cô? Khoai sắn, dạy cho xem nào. Cái gì hả đại ca? Mày không biết chào cô giáo à? Dạ, em chào cô ạ. Thế mai lên lớp nha. Sao lại phải lên lớp hả cô? Tại chúng mày học dốt quá. Người nào học giỏi ấy, ngày nghỉ người ta mới được nghỉ. Còn chúng mày học dốt ấy, ngày nghỉ chúng mày vẫn phải đi học. Thôi cứ thế nha, mai lên lớp nha, khoai sắn. Cô về đây. Dậy đi làm bài kiểm tra học sinh dốt của chúng mày đi. Dạ vâng. Hôm nay đi mà không làm được bài kiểm tra, chúng mày biết tay tao nhá. Dạ vâng. Để hai bạn có tiến bộ trong học tập như các bạn khác. Chúc một chào hai tay nào. Vỗ mạnh lên. Thôi được rồi, bây giờ con sẽ vẽ bài kiểm tra cho các em nhé. Lấy bút ra đi. Đây, sẵn. Anh Khôi ơi, của anh sai rồi. Của mày sai rồi. Của anh sai ấy. Mày sai. Anh sai. Mày sai. Lần này này, không được nhìn bài nhau đâu nhá. Làm xong chưa? Rồi ạ. Xong thì ngồi cho cô đi. Thôi được rồi, hai em về đi. Cảm ơn. Về ạ. Đi về đi. Chào đại ca nha. Chào cô giáo nha. Hôm nay lại có việc gì nữa hả cô? Tôi đến đây để trả bài kiểm tra cho hai thằng khoai sắn đại ca. Ui, cô giáo trả bài kiểm tra kìa. Thế à? Thế khoai sắn có làm được bài không cô? Đây, đại ca xem đi, đây là bài của khoai đấy. Thi học sinh dốt, họ và tên anh khoai, môn toán, 1 cộng 0 bằng 1, đúng. 2 trừ 2 bằng 0, đúng. Điểm 10, lời phê của thầy cô giáo. Em sắp giỏi bằng cô giáo rồi. Wow. Nó làm được bài thế này mà sao cô giáo lại cho nó đi thi học sinh dốt hả cô?
Thằng Khoai này á, lúc thì học giỏi, lúc thì học dốt. Tôi cũng không biết là nó học giỏi hay là học dốt nữa, nên là tôi cho nó đi thi thử. Nhưng mà tôi không ngờ là nó làm được bài như thế, đại ca. À, thế à? Khoai sắn về đây xem nào. Dạ. Đây là bài của anh Khoai nhá. Khoai được 10 điểm. Vỗ tay cho anh Khoai phát xem nào. Thôi đại ca cũng xin chúc mừng anh Khoai nhá. Cô cho tôi xem bài kiểm tra của anh sắn nào. Đây, quả sắn đây. Thi học sinh dốt, họ và tên anh sắn, môn toán, lớp 2A. Bài 1, 1 cộng 0 bằng 2, sai. 1 cộng 1 bằng 11, sai. Bài 2, 2 cộng 2 cộng 2 bằng 22, sai. 2 trừ 2 bằng 4, sai. Điểm 0, lời phê của cô giáo. Sao mà dốt thế? Sắn ơi, sao mày dốt thế? Bài toán dễ thế này mà mày cũng không làm được. 1 cộng 0 mà bằng 2, 1 trừ 1 mà bằng 11. Tao cũng chịu mày rồi Sắn ơi. Đấy, thằng Sắn là nó dốt như thế này đấy đại ca. Đại ca phải dạy nó nhiều vào nhá, không là sau này nó không thành người đâu. Thôi được rồi cô ạ. À, tôi biết nó dốt thế này thì bây giờ tôi bắt nó học nhiều vào, khi nào giỏi thì thôi. Bây giờ cô sẽ phát bim bim cho người được điểm 10 nhá. Anh Khoai lên đây nào. Dạ em xin cô ạ. Ừ. Có anh Sắn thì nhìn nhá. Khi nào học giỏi thì cô mới cho. Thôi chào Khoai Sắn và đại ca nhá. Cô đi về luôn đây. Xin cái gì mà xin? Đây là phần thưởng cô giáo dành cho anh Khoai mà, có phải của mày đâu. Đi ra đây tao bảo. Bây giờ mày đọc 100 lần cái này cho tao. 1 cộng 0 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0. 1 cộng 0 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0. 1 cộng 0 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0. 1 trừ 1 bằng 0, 1 cộng 0 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0. 1 cộng 0 bằng 1. Một cộng không bằng một và một trừ một bằng không rồi ạ. Đâu tao xem nào. Thế bây giờ mày đọc cho tao xem nào. Em thưa cô là em thưa đại ca là một cộng một bằng một cộng không bằng một, một trừ một bằng không. Đúng rồi. Thế bây giờ mày đi đọc cái hai cộng hai bằng bốn và hai trừ hai bằng không đi. Đọc 100 lần nhá. Hai cộng hai bằng bốn, hai trừ hai bằng không. 2 cộng 2 bằng 4, 2 trừ 2 bằng 0.